sẽ biểu con nụ xuống đặng chăm sóc cho con. Má sẽ bắt nó đi liền mà. Chờ má một chút. Nụ ơi, mày đâu rồi hả? Con nụ đâu? Tao sẽ giết mày. Mày đâu rồi hả nụ? Mày đâu rồi? Nụ ơi. Là má Năm đó. Bây giờ sao vậy? Nụ ơi. Mày đâu rồi? Tao sẽ giết mày. Nụ ơi. Thằng Út nó kêu tao đưa mày xuống dưới đó để bầu bạn với nó. Thằng Út nó kêu tao là muốn gặp mày, phải đưa mày xuống dưới để gặp nó, để cho nó có bầu có bạn. Nó thích mày lắm nụ ơi. Nụ ơi nụ, mày gặp thằng Út mày nhớ chăm sóc nó chu đáo giống như trên này nha nụ. Tao sẽ gửi giấy tiền vàng bạc xuống cho mày để mày lo cho thằng Út. Mày mà đâu bây giờ mình tính sao đi hả chị? Chú mau đưa con nụ ra khỏi đây đi. Chuyện ở đây để chị lo cho. Chị kêu em đưa nụ đi trốn sao? Nhưng mà bây giờ em biết đi đâu chứ? Đi đâu cũng được. Đi đâu cũng được hết, miễn là trốn khỏi nhà này. Càng xa càng tốt. Chú phải đi ngay trong đêm nay. Chú qua khỏi ngày mai e là sẽ không còn kịp nữa. Khi nào chú tìm được chỗ cho con nụ ở tạm thì chú đi thẳng qua Lan Mộc. Như vậy sẽ không ai nghi ngờ chú hết. Mau lên đi. Mau lên. Đừng chần chờ nữa. Anh Hai với má Năm mà tỉnh dậy là chết đó. Đi nha chị hai. Chú đi đi. Dạ. Nhà chồng tôi đã như vậy rồi. Cậu Hai ơi, cậu bị sao vậy cậu Hai? Má Năm. Cậu Hai ơi, cậu Hai. Cậu Hai ơi, con này cậu Hai. Cậu Hai, tỉnh lại cậu Hai ơi. Cậu sao vậy nè? Cậu Hai. Cậu. Cậu. Sao, sao cái cổ tao đau vậy? Mình có sao không? Sao cái cổ tôi đau quá vậy nè? Sao cậu Hai lại ở dưới này? Có chuyện gì vậy cậu Hai? Còn ba năm nữa sao cũng ở dưới đây? Má có sao không má?